Phần tiếp theo, phần 3 trong bài giảng online 1, chúng ta sẽ tìm hiểu về vai trò của văn bản. Vai trò văn bản thì chúng ta thấy rằng vai trò văn bản đóng vai trò thứ nhất, đó là văn bản đảm bảo thông tin cho hoạt động quản lý nói chung cũng như trong hoạt động của các cơ quan đơn vị tổ chức. Trong hoạt động quản lý, người ta nói rằng không có thông tin thì không được gọi là hoạt động quản lý nữa. Do vậy, văn bản đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động quản lý của các cơ quan đơn vị. Và từ vai trò đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó luôn luôn đảm bảo hoạt động thông tin bằng văn bản. Ngoài những thông tin bằng văn bản thì thông tin còn bằng lời nói, bằng những cử chỉ, bằng các nét mặt cũng như là bằng các động thái. Chức năng, cái vai trò thứ hai của văn bản là vai trò truyền đạt thông tin. Vai trò truyền đạt thông tin là cái vai trò được truyền đạt giữa chủ thể đến đối tượng và giữa cơ quan nhà nước cấp trên với cơ quan nhà nước cấp dưới thông qua những cái kênh thông tin dọc, ngang, chéo. Vai trò thứ ba của văn bản là vai trò kiểm tra, theo dõi hoạt động của các cơ quan đơn vị tổ chức. Và vai trò thứ tư là vai trò xây dựng hệ thống pháp luật. Và khi xây dựng một hệ thống pháp luật này thì vai trò văn bản đóng vai trò cực kỳ quan trọng, đó là liên quan đến việc đưa ra các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, là một cái hành lang pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện hoạt động điều tiết đối với các mối quan hệ trong hoạt động quản lý của mình.